Xin chào mọi người đã đến với kênh của tôi. Thì trong những cái thời gian gần đây á, thì những cái phụ huynh mà có con đang đi học ở tất cả các cấp học ở Việt Nam đều rất là không vui khi mà có hai cái tin mà liên quan tới chuyện học của con mình. Đó là cái chuyện thứ nhất là trong năm học mới sắp tới đây á, thì học phí sẽ tăng theo cái lộ trình, học phí ở thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tăng theo lộ trình. Dù là chính quyền thành phố nói rằng là họ không muốn tăng, nhưng mà theo lộ trình nghị quyết của chính phủ thì họ phải tăng học phí lên. Đó là cái tin buồn thứ nhất. Và tin buồn này chưa xong thì cái tin buồn thứ hai ập tới, đó là cái việc sách giáo khoa sắp tới sẽ tăng giá gấp 2 đến 3 lần. Thì giải thích cho cái chuyện tăng giá sách giáo khoa thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và trước Quốc hội thì lý giải rằng do sách giáo khoa mới là in khổ to giấy đẹp cho nên là giá nó tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Thì tôi thấy rằng cái chuyện kinh doanh sách giáo khoa là một cái chuyện kinh doanh có vẻ như mang tính độc quyền, bởi vì nhà xuất bản tự động đổi khổ sách rồi tự động in giấy mới, in giấy đẹp để mà tăng giá bán, trong khi không quan tâm tới nhu cầu của khách hàng, đó là phụ huynh học sinh. Chúng ta đều biết rằng trong kinh doanh ấy, khi mà các doanh nghiệp họ muốn làm cái mặt hàng nào đó thì thường thường họ phải làm cái cuộc nghiên cứu thị trường để xem coi nhu cầu của khách hàng là gì, khách hàng muốn cái gì. Đằng này nhà xuất bản giáo dục không quan tâm tới phụ huynh học sinh có muốn khổ to giấy đẹp hay không, tự động chuyển sang khổ to giấy đẹp và cho rằng đó là lý do hợp lý để mà tăng giá bán. Thì tại sao họ làm như thế? Bởi vì họ biết rằng sách giáo khoa là món hàng mà bắt buộc phải mua, và phụ huynh không còn cái lựa chọn nào khác là phải mua sách giáo khoa. Do đó mà cái chuyện là có phải rằng là vì khổ to giấy đẹp mà giá nó tăng tới gấp 2, gấp 3 lần hay không đó, thì trước hết là như nãy tôi nói là phụ huynh ta có cần điều đó hay không là phải xem lại. Nhưng mà quan trọng nhất theo tôi là phải thanh tra cái quá trình làm sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục, xem coi trong quá trình những cái yếu tố đầu vào như giấy rồi này kia đó có xứng đáng với cái mức phải tăng lên gấp 2 3 lần hay không. Chúng ta không loại trừ trường hợp là có lợi ích nhóm trong việc sản xuất sách giáo khoa, giống như là cái vụ mà test Covid Việt Việt Á vậy đó. Cái thứ hai, vì sách giáo khoa là mặt hàng mà tôi nghĩ rằng là thuộc loại thiết yếu và là hàng hóa đặc biệt, bởi vì là bắt buộc phải mua, cho nên tôi nghĩ rằng sách giáo khoa sắp tới phải được đưa vào danh mục hàng hóa đặc biệt do nhà nước định giá, chứ không thể để cho các cái doanh nghiệp tự động định giá như lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì họ có thể đưa ra rất nhiều lý do, nào là tăng thêm hình, rồi là in thêm giấy trắng gì đó, rồi họ tăng giá, mà có khi cái yếu tố đầu vào tăng có một mà giá bán họ tăng thứ ba. Thì cho nên là phải tiến hành, thứ nhất, điều trước mắt là phải thanh tra quá trình sản xuất sách giáo khoa, những yếu tố đầu vào tăng giá bao nhiêu và so với cái mức tăng của giá bán là có hợp lý hay không, hay là đầu vào thì ít mà tăng thì rất là cao. Thứ hai, đề nghị là sắp tới phải đưa sách giáo khoa vào dạng mặt hàng thiết yếu, hàng hóa đặc biệt, và nhà nước phải quản lý giá và định giá cho nó, bởi vì nó ảnh hưởng tới hàng triệu gia đình chứ không phải chỉ có một số gia đình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu ích thì like và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.